chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình á. Giờ mặt trời cũng hừng đông rồi các bạn. Đó, trời chuẩn bị sáng rồi. Cái này thì 5 giờ mấy rồi. Mới rút cào xong, mới kéo cào xong á, cũng đang trên đường chạy vô. Đó, bữa nay thì hồi đêm hôm phải nói sóng, phải nói là không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Thế gần sáng giấc này thì đỡ lại á. Chứ hôm anh em tính rút cào là bỏ là giờ là chạy vô hết rồi, chạy không nổi luôn á. Nó đang chạy vô, trời hiện tại thì cũng chưa có sáng hùng cho mấy nữa. Đó, bữa nay thì cái thành quả hôm nay quay cho các bạn cho mấy anh em xem á. Hôm nay cái ăn chỉ được nửa kết. Bữa nay đồ hết đó các bạn. Đó, bữa nay cái cơm thì được khoảng 30 mấy kết à. Đó. 30 mấy kết thì khoảng một kết thì cổ đồng á là 15 kg á. Đó, 30 mấy kết đó các bạn. Cũng 400 ngoài gần 500 kg luôn. 30 mấy kết á. Đó. Cá hiện tại thì cũng mười mấy ngàn một ký các bạn. Cá hiện tại cũng mười mấy ngàn một ký á. Thì đang chị vô rồi. Cái này vô cũng tới gần bờ thành ra nó hơi khuất sóng á. Chứ ở ngoài thì xích ra ngoài xa sóng mới nói là kinh khủng luôn. Đây mặt trời sắp lên rồi. Cái cơm ơi, giả cào sáng á, được 3 chích, 2 chích rưỡi á. Thì mình không có muối để luôn. Đây sóng quá, ngày trước tạt các bạn. Để chút xíu nữa rồi xíu nữa rồi bớt bớt sóng rồi với muối á. Cái này sóng tạt quá tạt rồi. Đây. Đó, để chạy mắc sập kiến chú nha. Ồ quá rồi. Quá rồi, tới đây còn gió dữ dằn luôn á bạn. À, sáng này cũng gây cái hướng bên đó, trời chuyển mưa quá trời luôn, chuyển mưa á, đó, mây đang xì luôn, quá gió rồi. À, giác này thì trời cũng thấy hơi gõ gõ rồi, đó, đang chạy vô đây. Vô tới đây thì bớt sóng rồi. Nãy ngoài kia gió rất là mạnh luôn. Đó. Đây chứ mũi ghe sóng bánh giạt giạt luôn các bạn. Đó, mùa Nam này thì chỗ mình sóng rất là dữ luôn. Đó, mùa này thì sóng lớn nhưng mà cá cũng nhiều nữa. Mùa này là mùa vô mùa cá cơm đây. Đó. Sóng mà có cá. Cạnh 270 độ chuyển mưa quá trời luôn rồi. Đó, mây này mây thổi không hả bạn, mây gió quá trời luôn, mây đen xì không, sáng bữa nào cũng thổi chập hết trơn. Đó, sóng rồi kìa. Vô cái đây nó cạn rồi, bớt sóng rồi, vô đây còn có 6 mét, 7 mét mấy nước à.
rồi, mới ăn cá xong rồi nhìn thấy bầu trời thôi là ốc nổi rồi, mưa luôn rồi, quá trời đang xì hết trơn luôn rồi, hết sức cái trận này luôn rồi, chuyển mưa á bạn, quá trời rồi, nhìn cái hướng của nó kìa, mây kìa, hết cái biết luôn rồi, nãy giờ 15 gâm á, nãy giờ cũng chuyển mưa 15 gâm, phát triển đám này nữa thôi tới tay luôn rồi. Bây giờ cũng căng cá rồi, mới ra cào rồi xong đây. Nãy cũng chuyển một đám rồi mà qua rồi á, cũng đỡ gió. Bây giờ tới đám này nữa thấy quá trời luôn, mây toàn là đen xì hết trơn luôn rồi kìa. Giáp bầu trời luôn rồi. Quá trời ơi, chuyển đèn xì hết trơn luôn. Quá ơi, đám mưa nãy đèn ít ít, bây giờ tới đây dữ dằn luôn rồi, quá trời luôn rồi, giáp bầu trời luôn rồi, hết cái biết luôn, đèn xì hết trơn luôn rồi. Mèo cái chiếc tàu dầu đây, ở đây đây là quang cảnh rất sáng nha các bạn, đó mưa luôn rồi, dông mưa rồi dông tới luôn. Đó, mấy anh em neo quá trời luôn, dòng gió mấy anh em ghe chụp đàn rồi ghe câu mực vô đi, lá lả chân luôn rồi. Bây giờ sóng mưa quá, giờ bắt đầu kéo neo ra ngoài đậu cho nó im á. Đây mấy anh em cũng đang tập trung kéo neo đây. Sống quá chạy ngoài này làm gì đây không biết. Đó, ghe câu tôm rồi câu mực đồ vô đây núp sống rất là nhiều luôn á. Dòng tới rồi, ghe cào tôm rồi cũng chạy vô luôn, hút cào chạy vô hết rồi. Có này nè, đang ngồi câu cá về đây. Trời ơi, câu mấy chục cần để làm sao luôn. Chào các bạn và quý vị khán giả nha. Cái này là 4 giờ mấy chiều rồi, mưa từ 6 giờ sáng. Nhất này 4 giờ mấy, 5 giờ chiều vẫn còn mưa các bạn. Quá trời luôn, rồi chưa mưa rồi dông nữa, dữ dằn luôn. Quá trời luôn rồi, mưa. Đây, mưa rồi dông từ sáng tới giờ luôn. Không ngớt học mưa luôn. Đó, mưa đây. Chưa gió dữ dằn luôn, cái này cũng bất ghê. Bớt gió rồi, chưa gió phải nói là thổi dữ dằn luôn, ghê gớm luôn.